Úi chào ơi. Một viên biến thể của thạch anh, cái này đi lượm hoài đều không hết. Này cũng là biến thể của nó. Đẹp ha. Cái này là dòng trang trí trưng bày được. Đá này là do con người tác động này. Có thể là dòng con người cho thiên nhiên tác động nó bị bể này. Nó có hai lớp, một lớp là lớp đá ngoài, một lớp đá chất lượng cao. Cái này là lớp sỉ của nó. Đang là chất lượng này. Hả? Ê. Đành. Giờ đi tiếp. Lên đây. Chỉ là dưới suối rồi mọi người. Đi đường khó. Đi đường khó. Mi này đế có trồng. Hả? Cục chi? Chỉ cho.